bảo vệ đâm chết nữ quản lý điện máy xanh vì bị dọa cho nghỉ việc. Cho rằng bảo vệ có hành động không chuẩn mực với khách hàng nên quản lý yêu cầu viết tường trình, nhưng bảo vệ không chấp nhận rồi dùng dao đâm vào cổ khiến nữ quản lý này tử vong. Sáng ngày 10 tháng 9, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Phúc, 46 tuổi, bảo vệ siêu thị điện máy xanh thị trấn Cờ Rông Ma, huyện Cờ Rông Bông về trụ sở để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Phúc khai nhận khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 9, khi đối tượng này đang làm công tác bảo vệ tại siêu thị, thì có một người đến gây sự rồi đánh ông Phúc hai cái vào mặt, dẫn đến hai bên giằng co. Sau đó, mọi người xung quanh đến can ngăn, nên người này bỏ về. Vì người ông Phúc có thái độ cư xử không tốt với khách hàng, nên chị Huỳnh Thị Phương Dung, 27 tuổi, quản lý nhân sự siêu thị, đã gọi ông Phúc vào phòng nhân viên và bắt viết bản tường trình cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng mình không có lỗi trong sự việc, nên không chịu viết. Lúc này, chị Dung nói không viết sẽ cho nghỉ việc. Vì bực tức, nên ông Phúc đã lấy con dao Thái Lan để sẵn trên bàn, đâm một nhát vào giữa cổ chị Dung. Ngay lập tức, chị Dung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng ông Phúc ngay sau khi gây án đã đi về nhà, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Nghịch điện thoại, bé 5 tuổi bị nam thanh niên bẻ gãy hai tay. Cho bé 5 tuổi nghịch điện thoại liền bị Lê Thiện Bảo Huy, sinh năm 2000, ngụ thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bẻ gãy tay, đánh nhiều lần khiến cháu phải nhập viện. Sáng ngày 8 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Nha Trang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thiện Bảo Huy về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ án, chiều 22 tháng 8, mẹ Nguyễn Hoàng Anh đưa con đến phòng trọ của cháu gái mình, tên là Phụng, sinh năm 2002, tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng để nhờ trông giúp. Lúc này, Huy là bạn trai của Phụng cũng đang ở phòng trọ. Ngày 24 tháng 8, thấy cháu Anh lấy điện thoại của mình bấm lung tung, nên Huy tức giận, bẻ hai tay cháu ra sau lưng làm cháu bị gãy hai tay. Không dừng lại ở đó, Huy tiếp tục đấm vào lưng và mặt, đạp cháu Anh ngã đập đầu xuống nền nhà. Huy che giấu hành động nhưng tình trạng sức khỏe của cháu Anh diễn tiến nặng nên hai ngày sau gã mới gọi cho bố của cháu Anh đưa cháu đi cấp cứu. Đội cảnh sát hình sự đã điều tra và xác định Huy chính là đối tượng đã gây ra thương tích cho cháu Anh. Tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận hành vi của mình. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ thương tích của cháu Anh là 40%. Bệnh nhân ung thư đi 250 km chỉ để bổ sung hai chữ hồ sơ. Cha con ông Nguyễn Hoàng Hờ, 55 tuổi, ngụ ở An Giang, tốn cả triệu đồng tiền xe, tiền ăn uống để đi lại giữa An Giang và thành phố Hồ Chí Minh chỉ để xin bổ sung hai chữ hồ sơ. Mới đây, bệnh nhân Hờ đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh xin lại bản tóm tắt bệnh án về nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nhà để xin nghỉ hưu non do bị bệnh ung thư đã 4 tháng qua đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã cấp tóm tắt bệnh án cho ông Hờ rồi. Tuy nhiên, bệnh nhân cho biết bảo hiểm xã hội ở An Giang không đồng ý giấy đó, chỉ nói miệng chứ không có văn bản nói lý do không đồng ý. Bác sĩ Phạm Thanh Việt, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Chợ Rẫy đã cho nhân viên gọi xuống bảo hiểm xã hội An Giang hỏi bệnh viện làm sai chỗ nào để sửa cho bệnh nhân để họ khỏi phải lên xuống. Tuy nhiên, bệnh viện chỉ nhận được trả lời là sẽ trả lời bằng văn bản. Theo bệnh nhân Hờ, Bảo hiểm xã hội An Giang không đồng ý giấy bệnh viện Chợ Rẫy cấp ghi chữ tóm tắt bệnh án vì cho rằng thiếu hai chữ hồ sơ đòi phải ghi tóm tắt hồ sơ bệnh án. Ông Hờ cho biết dù chưa đến ngày tái khám nhưng nửa đêm ông cùng con trai phải bắt xe đò lên bệnh viện Chợ Rẫy để kịp bổ sung hai chữ hồ sơ. Tuy nhiên khi bệnh viện Chợ Rẫy gọi xuống cho Bảo hiểm xã hội ở An Giang thì nơi này gọi cho ông Hờ nói là cái giấy đó cũng được rồi. Theo bác sĩ Việt, về mẫu tóm tắt bệnh án nói chung có 3 thông tư quy định, gồm thông tư 14/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế quy định mẫu là tóm tắt bệnh án. Thông tư 20/2016 liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám định bệnh tật, tật dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
quy định bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú và phụ lục 5 quy định bản tóm tắt bệnh án điều trị ngoại trú. Do có hai thông tư quy định về mẫu, tóm tắt bệnh án nói chung còn hiệu lực, nên Bệnh viện Chợ Rẫy đã áp dụng thành mẫu tóm tắt bệnh án ngoại trú và nội trú cùng một mẫu, nếu bệnh nhân điều trị theo diện nào thì đánh dấu vào diện đó. Còn thông tư 56/2017 quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định về mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án. Chỉ khác nhau về hình thức tên gọi, còn nội dung trong mẫu tóm tắt bệnh án thì cả ba thông tư đều quy định như nhau, không khác gì cả. Vậy mà hành bệnh nhân chạy lên chạy xuống, rất nhiều tỉnh hành bệnh nhân như vậy, bác sĩ Việt cho biết thêm. Bánh trung thu siêu rẻ, được sản xuất từ thực phẩm rác. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến rằm trung thu, và đây đang là thời điểm bánh trung thu được tiêu thụ nhiều nhất. Ngoài những loại bánh có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc của các thương hiệu quen thuộc, hiện trên thị trường cũng xuất hiện loại bánh nướng, bánh dẻo siêu rẻ được các cơ sở nhỏ lẻ trong nước sản xuất. Tuy nhiên, những chiếc bánh trung thu nhập lậu siêu rẻ có nhân bên trong được xay nhuyễn đang dấy lên nghi ngại về việc sử dụng nguyên liệu là thực phẩm rác để sản xuất. Không phải đợi đến đúng trung thu mà thị trường bánh nướng, bánh dẻo đã trở nên sôi động từ gần 2 tháng nay. Đặc biệt, mùa trung thu năm nay, thị trường xuất hiện rất nhiều bánh trung thu giá siêu rẻ, có loại mua cả gói 5 chiếc, giá chỉ 9.500 đồng, tính ra chưa đến 2.000 đồng mỗi chiếc. Những chiếc bánh trung thu xinh xắn, được sản xuất trong nước hoặc nhập lậu, có giá rất rẻ, đã thu hút sự lựa chọn của người tiêu dùng, nhất là tại những vùng nông thôn. Điều đáng nói là, những chiếc bánh siêu rẻ này đang đặt ra những nghi ngại về an toàn thực phẩm khi mà giá thành của nó còn rẻ hơn giá nguyên liệu đạt chuẩn. Mới đây, đội quản lý thị trường Hà Nội số 24 đã bắt giữ hơn 10.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu được một cửa hàng nông sản ở La Phủ, Hoài Đức bán với giá hơn 2.000 đồng một chiếc. Khi đó, người tiêu dùng mới tá hỏa, loại bánh có hình thức bắt mắt này đang được bán tràn lan trên mạng xã hội. Trước đó, mỗi tuần, chủ cửa hàng này cho biết đã bán hàng chục nghìn chiếc bánh trung thu siêu rẻ. Bà Đỗ Thị Phúc, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu Thanh Phúc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, với giá nguyên liệu và bao bì hiện nay, thì không thể làm được chiếc bánh tương tự với giá hơn 2.000 đồng, chứ chưa nói đến việc có lãi. Nếu làm bánh rẻ thì phải cho chất tẩy, như vậy rất độc hại. Vì vậy, tôi cũng mong muốn những người có trách nhiệm vào cuộc triệt để những chiếc bánh siêu rẻ đó không đến tay người tiêu dùng, không gây bệnh tật cho người dùng và ảnh hưởng đến nghề gia truyền của chúng tôi, bà Phúc chia sẻ. Trước thực trạng tràn lan bánh trung thu nhập lậu, giá thành rất rẻ, không có nhãn mác, không tự công bố sản phẩm và có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương vào cuộc xác minh thông tin và xử lý. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, tới nay Bộ Công Thương chưa có phản hồi nào về vấn đề này. Còn phía Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quy định lấy mẫu bánh trung thu giá rẻ để kiểm nghiệm, nhưng đến nay chưa phát hiện điều gì bất thường. Ông Trần Ngọc Tụ, chi cục trưởng, chi cục an toàn thực phẩm, thành phố Hà Nội cho biết, chúng tôi đã tăng cường đi kiểm tra các cơ sở, đặc biệt là những cơ sở có cung ứng nguyên liệu cho bánh trung thu. Chúng tôi đã lấy mẫu bánh trung thu giá rẻ để kiểm nghiệm. Hiện nay đã có một số kết quả đủ điều kiện an toàn thực phẩm, còn những kết quả sau thì chưa có. Theo tiến sĩ Từ Ngữ, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, những chiếc bánh trung thu nhập lậu siêu rẻ có nhân bên trong được xay nhuyễn đang dấy lên nghi ngại về việc sử dụng nguyên liệu là thực phẩm rác để sản xuất. Tiến sĩ Từ Ngữ cho biết, thực phẩm rác là một thuật ngữ trong ngành dinh dưỡng, dùng để chỉ những thực phẩm lưu cữu, thậm chí hết hạn sử dụng nhưng được bảo quản rất lâu ngày trong tủ lạnh với độ lạnh sâu. Những thực phẩm rác này, khi được sử dụng làm nguyên liệu bánh trung thu, thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng ngay lập tức, nhưng lại có thể gây ra những hậu quả lâu dài. Đặc biệt là những thực phẩm đó tác động đến các cơ quan nội tạng như gan, thận, đường tiêu hóa, gây nên những bệnh mãn tính. Trong khi thị trường bánh trung thu siêu rẻ đang nhảy múa, thì người tiêu dùng chỉ có thể phân biệt được loại bánh chất lượng thấp hoặc nhập lậu
thông qua giá bán rất rẻ. Nếu những chiếc bánh này được hợp thức hóa giấy tờ nguồn gốc và được bán với giá cao hơn, thì người tiêu dùng cũng không biết. Và tất nhiên sẽ không mảy may nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh trung thu là một phần trong bức tranh tổng thể của lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tại nước ta, không quản lý được phần gốc, tức là nguyên liệu đầu vào, của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Và không kiểm soát được hàng hóa trôi nổi, nhập lậu. Thực tế đang đòi hỏi cần có những giải pháp căn cơ và sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để giải quyết triệt để vấn đề này, tránh tình trạng rác thực phẩm ngang nhiên đi thẳng vào dạ dày của người tiêu dùng.